anh và dẫn anh đến những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu nó thường ngày, chỉ cần anh còn sau cùng anh ta đi nên đâu cũng được. Nếu như một ngày em không giống như anh từng trông mong, chẳng mong một thế giới nếu anh có yêu ông, vì em mong được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người em yêu có anh thật ấm áp như một bài hát em yêu. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi, mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Cô Nam của Trường Nam, kế tiếp là
tức là chị Hoa, tức là vợ của anh Đàn, tức là vợ của thủ tướng Tôn Quyền của Sơn Nam. Và kế tiếp là gọi bà xã của tôi, tức là bà ba gái thứ ba. Kế tiếp là bà cô thứ năm, tức là em tiền của mẹ vợ Tôn Nam. Và kế tiếp là bà mẫu, mẫu vậy bạn viêm ai đúng rồi. Bà đàn cô. Bà đàn ông. Rồi, kế tiếp là bà chị. Chị hai, tức là cô nặng nghe không? Đấy mà cha giới thiệu nó không biết rồi đây sao rồi. Nó biết rồi. Đây là những nem tôi biết. Mấy ngọc. Đây là những xéo. Nó không biết. Rồi là anh ba, con bác, họ. Mấy ngọc rồi đó là gì vợ, tôi là bác. Vợ là chị hai. Chị hai à. Chị mẹ. Rồi chị Nam. Không biết rồi Nam con. Chị Út, chị Sáu, còn chị Ba. Lễ tân hôn thì mình đã bàn bạc và đã thống nhất rồi. Lúc trước là mình đã đi cái lễ tân hôn và lễ dạm hối là hai cặp trai kia rồi. Đến đây là lễ cưới. Riêng cái lễ gọi là lễ đại nạp, thường thường mình nói là mình lễ đại nạp ấy. Hồi trước là mình đã thống nhất là cái gì rồi, mình nói cái nôm na là cái tiền nát hoặc là tiền nát thì đã đi rồi. Còn riêng cái gọi là nữ trang ấy, thì để hôm nay cái lễ thành hôn mà chúng ta mới đi theo. Được vàng thì coi như là 10 chỉ mà không biết là nó biết là mẹ đó làm trăm hay làm nhẫn hay cái rồi cũng biết rồi. Có gì mà kêu trong nhập lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con. Còn anh chị hai của cô dâu. Đây là người của em cũng có người tình em. Hai vợ chồng con thì cũng chân thành cảm ơn phía vợ con, cũng có món quà với bản thân gia đình phía nhà con, cảm ơn chân thành, cảm ơn rất nhiều. Cho nên là báo cáo qua lại hòn gái là đúng vào lúc tức là 10 giờ. 10 giờ tức là hòn gái là nhập gia. Bình dâu. Rồi em đi. Là số lần như trước này cả. Đúng được, không có đâu. Nó tốt là cảm ơn. Hôm nay tôi cũng xin thay mặt cho Hồng đây. Trước hết tôi cũng xin chân thành cảm ơn Hồng gái với anh tôn kính Hồng gái rất là chu đáo tốt. Trước khi anh ra về xin chân thành cảm ơn. Có gì nãy mình nói rồi, đúng vừa thì mình làm để cô dâu mới lại nữa thôi. Nói hai đứa luôn thành quà để rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm trời xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, bóc cô dâu ta xuống kết bông 10 giờ, bên chú rể lên trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguy nương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sợ, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm chồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống cát bông 10 giờ, bên chú rể lưng trần
che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm uyên ương, mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ đây gắn bó trong cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu. Gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả sương kết bông 10 giờ, bên chú rể lưng trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm quê hương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu. Gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi nồng nàn đậm sâu. Rất là chân thành cảm ơn ông Hoàng Gái đã đưa dâu đúng giờ, tôi xin rất hay đi kiểu để là mừng. Nói nào ở đâu nói này, nói tôi biết là gì, bác là gì, là nghe từ mới buổi trưa hai họ là trước là chỉ giới thiệu là con bác hai gì hai mẹ nghe mình xấu. Dạ, hai xưa là nhận là uống đi rượu là cái lỡ đưa dâu không làm để đưa dâu chân đâu. Bây giờ ý là hồng cái là xin làm để gia tiên không? Là gia tiên. Rồi gia tiên thì có gì mời người chủ anh uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành người hỡi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong con cô. Rồi bây giờ là thằng gái là xin làm lễ con cô, thì có gì mà bà nậu hay cô hay bà cô gì chú bác chuẩn bị cho nam kêu thằng cô. Cái bà nậu này, bà nậu luôn. Đây là chuyện bà nậu luôn, cô đây chuyện bà nậu luôn. Lạnh đi, đặt cho cháu đi. Không bà nhanh 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 giúp cho thêm. Khẩn thường đi. Rồi. Ba. Rồi là của anh hai này anh đó tôi anh hai là tức là con trai của tôi đấy. Cho anh ba luôn, anh ba đâu? Từ từ nãy để nào. Ba 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 để em luôn anh. Chặt nhau chứ. Để đem để. Thì giờ nãy giờ được bán hay chưa? Nói gì em? Đây luôn. Cô bé đâu, cô bé mua chuỗi. Hai đứa nha. Đó là nhà của anh Nắp. Lên luôn. Lên luôn. Lên luôn.
Mày giới thêm không vui nữa. Dạ đây. Vui rồi, việc lên đi con. Ok, vui con. Dạ, luôn. Vô con luôn, ba. Đường ba đâu? Đường ba đâu? Ba đi chút lắm. Đây, bỏ số kem ra rồi. Đường ba đi dừng nhanh đi, đi chơi đường ba rồi. Đường ba. Rồi đó, có nhiều không? Vô tổng rồi. Dạ thôi, dạ bấm nem luôn, bấm nem luôn. Dạ bấm nem luôn. Có đây, có đây. Hết chưa? Mở con luôn. Đây là luôn ấy. Dạ, số mày này. Để chút nữa. Không được. Không được. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho đón em về làm dâu, hai đứa sau này làm dâu, kéo theo đàn trai bưng mâm coi bói ngày ngày hàng năm. Đằng ơi anh tới, anh đón em về kết tình trăm năm. Trên dưới hai ngả làm xuôi, rượu bia chơi lắm, trên tháng mười ngày có phục cưng nuôi. Tình mặn nồng, yêu đậm sâu, có đất tơ hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trồng rau, anh cắm câu, tính toán trong đầu, nhất quyết đón em về làm dâu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho đón em về làm dâu, hai đứa sau này làm dâu, kéo theo đàn trai bưng mâm. Dân nhạc sập xinh, không khí tân hôn linh đình, ai cũng xì xầm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bế bình à. Nhậu sáng đêm, rượu 5 lít bia 50 lon, động phòng ân ái, lo quốc lo cây kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta, nay thành xuôi, thêm thằng cô hay cô công chúa lại càng vui. Lo làm ăn, không lạt tiêu, anh em chỉ cốt đứng du chơi bởi tôi còn vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho đón em về làm dâu, hai đứa sau này làm dâu, kéo theo đàn trai bưng mâm coi bói ngày ngày hàng năm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về kết tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đầu, yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi răng lòng bạc đầu. Em ơi em đừng lo, kể bên em luôn luôn có anh, thì một câu say a holiday.
con xin được phép thay lời cho gia đình, thì xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị, những ai đã đến và còn đáng lại phía bên ngoài hôn trường tình yêu, xin mời chúng ta sẽ di chuyển thật nhanh vào bên trong sảnh tiệc và sẽ lựa chọn cho mình một vị trí ngồi ưng ý nhất để cùng hòa vào không khí vui tươi trong đại tiệc lễ thành hôn hôm nay cùng với gia đình chúng tôi. Và bên cạnh đó thì Kim On cũng xin được đại diện cho ban nhạc Ngọc Lâm, thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy nhanh tay lựa chọn và ban nhạc đặt bút đăng ký những ca khúc yêu thích và các đĩa bài hát và ban nhạc chúng tôi đã bố trí trên những bàn tiệc để cùng bước lên sân khấu gửi tặng những món quà âm nhạc tuyệt vời đến cho tất cả mọi người. Kim On xin được hân hoan chào đón sự hiện diện của quan viên ngày họ và tất cả quý vị khách quý đã có mặt tại sân tiệc tình yêu trong buổi trưa tuyệt vời ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên thì Kim On xin được đại diện cho ekip thực hiện chương trình dịch vụ ẩm thực Sơn Trúc, dịch vụ tiệc cưới Nam Bang cùng với ban nhạc Ngọc Lâm xin được gửi đến tất cả quý vị khách quý lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị thật bình, có lẽ trong tất cả các món quà tuyệt vời mà Đức Tạo Hóa đã ban tặng đến cho con người chúng ta, thì tình yêu đó chính là một món quà vô cùng kỳ diệu. Bởi vì tình yêu sẽ là niềm khát khao khi cho những trái tim yêu sẽ luôn mong muốn hòa cùng chung nhịp đập để cùng nhau tạo nên những khúc hoan ca tôi đẹp thêm cho cuộc sống này. Và buổi trưa ngày hôm nay đây, với sự hiện diện, sự minh chứng của tất cả chúng ta, thì đây sẽ là những điều vô cùng ý nghĩa khi cùng với những thiên thần tình yêu sẽ chắp cánh cho đôi uyên ương quay về tổ ấm. Vì vậy ngay lúc này đây, thì Kim On xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng nhau hướng ánh mắt của mình về cổng hoa hạnh phúc và rồi hãy đổ lên một tràng bắt tay thật lớn và thật nồng nhiệt để chào đón hai nhân vật xinh đẹp nhất cho buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Tình yêu của chúng tôi thì đây chính là hai bông hoa xinh đẹp nhất, hai gương mặt rạng ngời hạnh phúc, chia sẻ khôi cô tướng tú Lê Hoài Nam xuất chiều cùng với cô châu xinh đẹp Ánh Ngọc và đôi vơ của chúng tôi thật xứng đôi, có đúng không ạ? Vì vậy Kim On xin mời quý vị ơi, chúng ta một lần nữa hãy hướng ánh nhìn của mình về sân lễ và gửi tặng đến cho đôi tân lang cũng như tân đương của chúng tôi một tràng pháo tay lớn hơn và ba cái lễ để chúc mừng yêu đương để có được phút giây tỏa sáng rạng ngời như khoảnh khắc này đây. Đó chính là những công ơn sinh thành, chiến dục và tác hợp của các bậc cha mẹ. Vì vậy trong giây phút long trọng này thì ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời về sân lễ sự hiện diện của đại diện hai bên gia đình. Về phía đại diện nam tộc chủ hôn xin được trân trọng mời ông Lê Văn Tiến và bà Nguyễn Thị Sương là cha mẹ kính yêu của chú rể Hoài Nam và xin mời ông bà sẽ tiến bước về sân khấu để chào bắt tất cả quý vị khách quý đang có mặt tại sân tiệc tình yêu. Và thưa quý vị thân mến, đồng hành về phía đại diện nữ tộc đến từ Hiệp Vinh 2, Cam Vinh, Vân Canh, Bình Định, chúng tôi cũng xin được trân trọng mời ông Nguyễn Cảnh Thái và bà Nguyễn Thị Nữ là cha mẹ kính yêu của cô châu Ánh Ngọc và xin mời ông bà sẽ đồng tiến bước về sân lễ để chung vui với các con trong đại tiệc lễ thành hôn hôm nay. Và xin mời ông. Chân rất đẹp, trọn vẹn và hạnh phúc với sự hiện diện của đôi uyên ương cùng với đại diện hai bên gia đình. Và ngay bây giờ thì thời khắc tình yêu đăng quang hạnh phúc lên ngôi cũng đã đến. Vì vậy cho phép ban tổ chức chúng tôi xin vui mừng lộc trọng tuyên bố nghi thức lễ thành hôn của chú rể Hoài Nam xuất hiện cùng với cô dâu Ánh Ngọc xin chính thức bắt đầu. Và trong đại tiệc lễ thành hôn trong buổi trưa ngày hôm nay, hai bên gia đình và đôi bạn trẻ của chúng tôi sẽ rất vui và rất hạnh phúc khi được đón tiếp sự diện đông đủ của tất cả quý vị cũng đã bớt chút thời gian quý báu của mình để cùng về đây chung vui và chúc mừng.
Và vì vậy ngay bây giờ, để đáp lại đại tấm chân tình, xin kính chào của tất cả quý vị, thì Kim Bon xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Tiến, là người cha kính yêu của chú rể Hoài Nam, sẽ đại diện cho hai gia đình và có đôi lời phát biểu sẽ trao tặng đến cho tất cả quý vị. Tôi xin mời ạ. Dạ, kính thưa hai họ, kính thưa ông bà cô dì chú bác và cùng tất cả bạn bè. Hôm nay là nghỉ lễ thành hôn của hai con tôi Hoài Nam và Ánh Ngọc. Trước hết tôi không có gì hơn xin chân thành cảm ơn các ông bà cô dì chú bác đã dành thời gian quý báu để cùng chung vui hai con chúng tôi. Một lần nữa tôi thay mặt hai gia đình xin chân thành cảm ơn hai họ, ông bà cô dì chú bác và bạn bè một lời chúc tốt đẹp nhất. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, và những tràng pháo tay rất thân thương từ tất cả quý vị cũng đã mở thay cho lời cảm ơn của Kim Bon gửi tặng đến cho những lời phát biểu cảm tưởng cho ý nghĩa. Xin chân thành đến từ người cha kính yêu của chú rể Hoài Nam và xin được cảm ơn ông rất nhiều. Chúc mừng hai gia đình chúng ta đã có chầu hiền trẻ thảo và xin được chúc cho tất cả quý vị khách quý sẽ có thật nhiều hạnh phúc, sức khỏe và thành công. Thưa quý vị thân mến, còn ngay bây giờ thì Kim Bon mời chúng ta sẽ lắng động trong vài giây phút để hướng mắt về sân khấu chứng kiến những nghi thức không thể thiếu cho bữa tiệc lễ thành hôn hôm nay. Vâng, đầu tiên thì xin mời chú rể sẽ chịu cô châu tiến về vị trí thăm bánh và rồi hai bạn sẽ cắt chiếc bánh kem thành những phần bằng nhau để cùng san sẻ những đắng cay cũng như những ngọt ngào mà trong cuộc sống hôn nhân sắp tới hai bạn sẽ cùng kề vai sát cánh trải qua. Thưa quý vị thân mến, bánh cưới đó chỉ là biểu tượng cho sự sang trọng và thanh lịch. Nghi thức cùng nhau cắt bánh sẽ mang ý nghĩa đó chính là lời hứa hẹn mãi mãi sắc son một lập chung thủy. Vâng, và liên tục chương trình thì xin mời chú rể ơi chiều cô cháu của mình tiến về vị trí bên phải của sân khấu đi ạ. Nơi đây có thắp liền pha lê xuất sinh sẵn để rồi xin mời hai bạn chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nghi thức sắc rượu sâm binh. Mời cô cháu và chú rể chúng ta ngã đầu vào nhau một chút đi ạ và sẽ rót mạnh những dòng chảy sâm binh sẽ chảy từ những ly cao cho đến những ly thấp nhất. Kính thưa quý vị thân quyền, những dòng sâm binh màu đỏ sực sỡ đang tuôn chảy như minh chứng cho tình yêu đồng đàn mà chú rể Hoài Nam dành tặng đến cho cô châu Ánh Ngọc. Có là hai sườn hồng anh rót em đừng nửa say men rượu nửa say men tình hướng câu hòa với rượu nồng hai ta nên nghĩa vợ chồng tình ấu sẽ báo hiệu cho niềm vui cho niềm hạnh phúc ngày chúng đôi đầu tiên của đôi vegan. Và kể từ khoảnh khắc này đây, một cánh cửa mới cho niềm vui hạnh phúc sẽ chính thức được mở ra để chào đón cô châu và chú rể sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc tương lai. Ngay bây giờ xin mời tất cả chúng ta hướng mắt về sân lễ đi ạ. Và hãy gửi tặng đến cho đôi vegan chúng tôi một đôi bàn tay thật lớn và thật ngon để chào mừng chân chủ lên cho ba của mình và cô châu sẽ chân lên sân bàn này lên cho mẹ chồng kính yêu. Vì ly rượu này chính là ly rượu tràn đầy hạnh phúc. Rượu đầu hôm nay chúng con xin chúc phúc đến mẹ cha. Vâng, và xin mời đưa ly cho cha mẹ giữ đi ạ. Tiếp theo thì xin mời cô châu chú trẻ chúng ta sẽ vâng hai ly nữa để kính dâng lên cho cha và mẹ của nàng châu Ánh Ngọc. Và thưa quý vị, ly rượu hôm nay cho trẻ Hoài Nam kính dâng lên cho cha mẹ vợ để thay cho lời cảm ơn cha mẹ đã nhận con làm rể. Và xin mời cha mẹ cô châu hãy giữ ly sâm banh của mình trên tay. Và tiếp theo thì xin mời cô châu và chú rể chúng ta sẽ tiến đến bưng hai ly sâm banh tiếp theo và rồi trở về với vị trí trung tâm của sân lễ để thực hiện nghi thức hợp cẩn chia bôi. Các bác xin mời đôi ghê chúng ta đứng đối diện với nhau đi ạ. Hoa bầu đi vui châu nâng cao ly ô tô hội đàm để chúc mừng cho đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi. Vâng, và ly đi quý vị, ly đâu ạ? 3, 4, 2, 3. Chiếc nhẫn thiêng liêng trên ngày vui lứa đôi,
rồi sao thương nhớ ngày đầu tình yêu bơ ngỡ giấc mơ hồng để một ngày tình kết trái nhịp rộn ràng tin say đắm với tình yêu từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau mãi mãi bên nhau trong cuộc sống từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau mãi mãi bên nhau suốt đời đi đắng hay nhau.
Thank you.
Thank you.
Mình phải
Sống suốt đời phải không em ơi, anh ước mong lâu lắm rồi, suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào, nơi hoang hôn thơ mộng vàng, nơi dương thơm sẽ về với mấy ngàn dày đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn.